Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Và có vẻ là các bạn đã rất là quen thuộc với set giáp Warden của mình rồi đúng không? Và hôm nay thì chắc mình sẽ đổi xíu đi nhờ, làm một bộ giáp mới để chúng ta mang đi chinh chiến á. Chứ mặt giáp này kiểu khó ăn hành quá các bạn ơi. Rồi, và để làm được một cái giáp mới thì hôm nay dự tính là mình sẽ phải trở lại địa ngục á. Và mình sẽ tận dụng những cái Burning Ash để chúng ta triệu hồi sứ giả lửa thiền, một trong những chiến binh có cái kèo đấu rất là căng đối với mình luôn các bạn à. Mình cũng cảm nhận vậy á. Ok, và sao cô rại ở trong cái thuyền mình á, rất là nhiều cái thanh niên cưỡi ngựa xương này nè, toàn là mặc đồ đẹp không à các bạn, ngầu ngầu không à. Nè, chẳng hạn như thanh niên này mặt nạ là của bộ tộc bí ẩn, ủng thì ủng lạ luôn nha. Ừ, áo thì áo giáp spawner thì phải. Các bạn thấy thời trang rất là phong cách không? Thiệt luôn á. Ai sợ là đi về liền. Còn mình là sợ thì mình qua địa ngục ha. Rồi, sau đó thì chúng ta quay trở lại đấu trường rực lửa thôi. Sau khi đến nơi, việc cần làm đó chính là lên thẳng tít ở trên và chúng ta triệu hồi sứ giả lửa thiền ha. Hôm nay là mình sẽ triệu hồi tới tận là 3 lần lận các bạn à. Khá là nhiều ha. Ê, nhưng mà không biết ví dụ một lần mình triệu hồi hai sứ giả lưu thiên thì có được không ta? Hừ, đường đường là một hiệp sĩ thèm khát ăn hành. Thế nên là mình sẽ thử coi mình có thể triệu hồi cùng lúc nhiều sứ giả lưu thiên hay không nha. Nhưng mà theo như mình nhớ thì bình thường là chỉ triệu hồi một lần là một sứ giả lưu thiên thôi hay sao á. Thử coi. Ui. What? Hình như triệu hồi cùng lúc được các bạn ơi. Ủa? Hả? Hả? Ủa kìa. Ơ kìa. Ồ, vậy là phải đợi rồi. Wow. Ôi dạ, ai vô trời, mình bị lụi rồi, oh no. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ây da, ây, ây. Ây, ây. Nhưng mà có vẻ triệu hồi hai sứ giả lưu thiên là quá là khó đối với mình rồi. Mình sắp toan rồi các bạn ơi. À. Ê, ê, ê. Mình tóm. Được. Mới có hai sứ giả lưu thiên mà đã gì rồi hả? Ui, trời. Ây da, trời ơi. Phải cầm vật tổ ở bên tay trái liền các bạn ơi. Chuẩn bị né nè. Tốc độ. Ok, né thành công. Tiếp tục né. Ui da. Phải công nhận sứ giả lưu thiên là đói rất là căng đối với mình luôn á. Ui. Các bạn coi kìa, đây chưa phải là trạng thái mạnh nhất của sứ giả lưu thiên đó nha. Né cái nhẹ. Mình còn phải né những cái đòn mà giảm giáp của sứ giả lưu thiên các bạn. Ui. Thất bại rồi. Ui không, ui không. Ê. Đó, các bạn thấy đáng sợ không? Chứ mình là mình thấy đáng sợ rồi đấy. Trời. Cầu được ước thấy. Muốn ăn hành bây giờ là đã ăn hành rồi nè. Ok, mình sẽ nhắm vào sứ giả thịt lửa thiên này. Ui dạ. Ui dạ. Học phục máu lại. Ui, còn bị hút vô nữa. Yêu. Nãy giờ mình chưa có cấu được bao nhiêu máu của sứ giả lưu thiên hết các bạn ơi. Toàn là bị sứ giả lưu thiên cấu máu không à. Kìa, sắp hẹo luôn rồi cơ. Trời Phật. Ui, uống máu kịp. Ui, thôi toàn rồi. Với cái đà này mình nghi một hồi là mình sẽ tử trận thiệt đó các bạn ơi. Trời ơi, bị choáng rồi. Ý, ý, ý. No. Rồi luôn rồi. Bị hai sứ giả lưu thiên chọt cùng lúc các bạn. What? Bá đạo quá. Không tin được luôn á. Đúng kiểu là xong kiếm hợp ích luôn. Thôi xong rồi, đổi trạng thái rồi cơ. Ở trạng thái này, sức tấn công của sứ giả lưu thiên sẽ tăng lên bội phần á các bạn. Ấy. Thôi xong rồi, lọt dưới đây nữa. Bay lên.
Bay lên lẹ. Ok. Rồi rồi. Chúng ta đang dần mất lợi thế rồi các bạn ơi. Không xong rồi đại dương ơi. Yêu. Mình liên tục chặt vào sứ giả lưỡi thiên ở trạng thái cuồng loạn nè. Ê đừng nói dùng tiệt chiêu cuối nha. Oh my god. Đúng rồi tiệt chiêu cuối các bạn ơi. Ui. Ây da. Thôn quá thôn quá. Wow. Các bạn thấy kinh không? Ê. Trời không có vật tổ là mình hẹo rồi. Ok áp sát lại. Rồi. Kết thúc trước một sứ giả lưỡi thiên rồi. Oh no. Thế nên là đừng bao giờ khinh thường sứ giả lưỡi thiên các bạn ơi. Nếu không là kết quả sẽ giống như mình hồi nãy vậy đó. Chủ quan là bị ăn hành liền. Dạ không né được. Rồi rồi đây rồi. Sứ giả lưỡi thiên này cũng đã đổi trạng thái rồi. À chọt vô người mình nữa. Ui vô. Né. Mệt quá né được né được. Mình áp sát là mình sẽ có thể khắc chế lại cái khiên của sứ giả lưỡi thiên ha. Mặc dù mình sẽ bị đánh rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà chịu khó giáp lá cà thôi. Ok né được đoạn đó luôn. Ui dạ, trời ơi đoạn này hết né rồi. Các bạn nhìn lượng giáp mình kìa. Gần như là không còn một miếng luôn. Cái khả năng phá giáp của sứ giả lưỡi thiên gọi là cực bá luôn ấy. Trời luôn rồi bị lụi luôn rồi. Thôi xong hết máu rồi. Ây da. Lại mất thêm một cái vật tổ nữa. Trời ơi. Mình mà không trang bị nhiều vật tổ là chắc nãy giờ hẹo rồi đó các bạn. Rồi rồi đừng định dùng tiệc chiêu cuối gì đó. Chính xác rồi. Chạy thôi. Ý mình lướt để chạy rồi đó mà còn không kịp. Đây rồi đây rồi. Cơ hội. Lúc này là cơ hội để chúng ta kết liễu. Wow. Đánh đổi hai cái vật tổ để đổi lại đâu đó 6 cái thỏi Ignitium các bạn ạ. Wow. Các bạn thấy sứ giả lửa thiền như thế nào? Mình là thấy đây là một trong những đối mà mình rất là căng thẳng khi mà đứng đầu luôn á. Hồi nãy còn ngựa ngựa triệu hồi hai sứ giả lửa thiên cùng lúc nữa chứ. Thôi rút kinh nghiệm rồi. Mình sẽ đổi sang kiều chiến đi. Có vẻ rất là nhiều bạn thích mình dùng kiều chiến á. Ok các bạn thích là được. Mình sẽ chịu luôn á. Rồi 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 né trước. Rồi tới không chịu. Ui da. Đây rồi đây rồi. Ui dồi trời. Cầm kiều chiến là không có nhụn được các bạn ơi. Ui da bị gõ đầu. Choáng quá choáng quá. Dám lên hết luôn. Ui da sao sứ giả lửa thiên chặn được hết đòn đánh rồi. Quê sệ quá. Ây da, ây, đang uống máu mà trời ơi. Máu vô, máu vô. Ý... Khó chịu vậy. Chặt nè, ấy, rồi bị chặn khiến rồi. Gặp sứ giả lưu thiên mà cầm cái rìu này là thua các bạn ơi. Sứ giả lưu thiên chặn nữa trơn à. Lại nè. Ok lần này mình sẽ di chuyển nó xà quần một xíu. Kiểu đi ra tít sau lưng luôn. Đó. Sứ giả lưu thiên đánh mình cái là mình sẽ chạy ra sau lưng liền á. Ui dạ. Nhưng mà mình cũng thốn quá các bạn ơi. Ui dạ. Ôi bị lùi rồi. Ai. Chạy ra sao. Ui. Không ổn rồi. Dùng rìu không phải là hợp lý đối với sứ giả lưu thiên các bạn ơi. Trời ơi. Liên tục combo. Đổi vũ khí lẹ. Lữ hái thần thánh. À bị chọc nữa. Ây da. Ui. Trời bị choáng nữa. Hồi phục lại. Yêu. Cái này là 1-1 rồi đó nha. Mà còn áp lực như vậy. Không hiểu sao bữa nay sứ giả lưu thiên được bóp hay sao ấy. Quá trời mạnh rồi. Ui rồi đổi trạng thái rồi cơ. Nè. Ui. Thất tung. Choáng nặng luôn rồi. Ừ hơn quá nè được. Mày thế. Né tiếp các bạn ơi. Wow có tiền chưa hút vô cơ. Gọi luôn rồi mình lọt dưới luôn rồi. Mình quá. Mình đã móc và chạy được rồi các bạn. Ê nhưng mà giờ thì hết chạy rồi.
Ai. Không sao, cố lên. Ở trạng thái này mình giáp lá cà được các bạn ơi. À không hẳn đâu, sắp hết được rồi. Né. Rồi ok, thành công. Nhưng mà cái khiên của sứ giả Lưu Thiên Bá Đạo á, các bạn coi kìa, chặn được hết trơn đòn đánh của mình luôn kìa. Ừ mình né được. Né tiếp. Né nữa. Né cái nữa nè. Định làm gì, định làm gì tôi? Úi da, trời ơi hết né được rồi. Úi da, còn lọt xuống này nữa. Úi không. Trời ơi, móc kiểu này thì toan. Yêu. Ui gồ gồ gồ, sứ giả Lưu Thiên bắn. Ừ bắn đi. Tôi lấy khiên tôi đỡ. Mình có đem khiên các bạn yên tâm. Khắc chế liền. Tôi cũng có khiên giống sứ giả Lưu Thiên đấy. Đừng có giỡn, đây gọi cơ hội. Cơ hội để mình gây sát thương các bạn ơi. Cố lên. 100 máu cuối cùng. Ui da. Ui ui ui. Trời hên quá. Không dính hết cái ulti đi các bạn ơi. Dính hết cái ulti đó chắc là mình hẹo thiệt luôn á. Yêu. Hình như càng về giai đoạn về sau á, sứ giả Lưu Thiên càng mạnh ấy. Ừ. Lần này mình đánh sứ giả Lưu Thiên đúng đuối luôn. Ui, một, hai máu cuối cùng. Cơ hội. Yes. Làm được rồi các bạn ơi. Áp lực thật sự luôn á. Chỉ vì chính cái thổi này thôi mà mình ăn một gỗ hành luôn. Thiệt, mình mà không có rất nhiều vật tổ và rất nhiều lọ hồi máu thì khó lòng mà một lượt mà chinh phục được sứ giả Lưu Thiên nha. Thiệt sự luôn ấy. Rất mạnh các bạn ơi. Không gáy nữa, không gáy nữa. Ok, và khi đã có được những thỏi Igniteum này rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ đi về ha. Nhưng mà trước khi đi về thì có thể là mình sẽ ghé qua cái pháo đài địa ngục gần đây để mình săn thêm một tí được gọi là cái đầu xương đen nữa các bạn à. Hôm nay mình cần đâu đó cũng vài cái đầu xương đen á. À, mà bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Lovegood hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ê, mình mới mở được một cái thành tựu gì đó khi mà ghé qua cái công trình này nè các bạn. Nhìn kiến trúc thì cứ tưởng là cái pháo đài địa ngục nhưng không. Trời. Wow. Trên này nó nhiều xương đen dữ dằn luôn các bạn ơi. Có spawner của xương đen luôn nè. Đúng thứ mình cần luôn. Trời trời trời, nó đánh lén. Giờ mà đánh lén đi. Trên này. Ui à, trên này có mấy đại ca chưa bắt giới. Rất là nhiều luôn nha. Bình tĩnh nào. Mèn ơi. Trời trời trời. Hên là mình không có bị úp á. Mình mới úp sọt. Nhiều đó dí lại đánh là mình nằm một đống ở đó luôn á các bạn ơi. Không đùa được. Hả? Cái gì? Công trình này bọn chúng trưng bày những cái đầu xương đen luôn các bạn ơi. Ui không được rồi. Mình phải dọn dẹp cái spawner của mấy cái anh chưa bắt giới này thôi các bạn. Đêm dài lắm mà ổng. Ui ui. Tốc độ tốc độ. Ui dạ dạ. Đau quá. Nghĩ sao nhiêu đây mà dí lại chặt mình thì thôi rồi luôn. Sao mà chịu nổi. Rồi. Ý bên kia còn cái nữa. Trời đất trời đất. Lẹ 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 lẹ. Ok. Thành công rồi. Việc mình cần làm là rào chỗ này lại cái ha. Sau đó thì lên trên đây và lấy hết mấy cái đầu xương đen về. Quay 5 cái lận á. Wow. Tiết kiệm được một mớ thời gian cày cuốc luôn nha. Đã quá các bạn ơi. Ê ê ê. Phù thủy này đâu ra vậy? Cái gì? Đừng nói trong đây có thêm phù thủy nữa nha. What the hell? Đây chăng? Ủa không, đây spawner xương đen mà. Ở. Ủa lạ vậy? Trời ơi, mấy anh này bây giờ cầm lưỡi hái chặt không xi nhê luôn các bạn ơi. Trâu gì mà trâu dữ thằng không biết nữa. Quá chừng quá đất rồi. Ý là mình mạnh đó nha. Mình mà yếu yếu coi giai đoạn đầu chắc qua đây là thở không nổi luôn á các bạn. Trên này có gì không? Trên này không có gì hết. Ồ ồ.
Lạ vậy. Dưới này thì sao? Dưới này là xuống dưới sảnh rồi. Ok, vậy là hình như chỗ này sơ qua chỉ có nhiêu đó thôi các bạn ạ. Không có dấu gì thêm á. Coi như cũng khá là hài lòng rồi. Ôi trời trời trời. Quá trời xương đen ở dưới đợi mình xuống nè. Thôi, khi nào cần farm xương đen thì có thể mình sẽ ghé qua đây thêm một vài lần nữa ha. Tại có spawner á, nên là farm cũng khá là tiện các bạn ơi. Ấy. Ấy. Cái quả trứng mà hôm qua mình up đã nở ra Leviathan baby rồi nè các bạn. Wow. Quay được thế nhờ. Mình sẽ cho em ở chung với mấy nhóc ổn yển nha. Ê đừng có ăn thịt mấy em ổn yển của tôi nha trời. Ổn không vậy nha? Có chui qua đây lọt không vậy? Hình như không các bạn ơi, hên quá. Nếu mà em sổng ra thì em sẽ nhảy xuống cái vùng biển này và ăn hết mấy sinh vật ở dưới, mình tin chắc là như vậy luôn. Bởi vì Leviathan là một sinh vật rất là mạnh luôn á. Hôm qua mình cũng đã thử chiến đấu với Leviathan ở hình dạng khổng lồ rồi nên mình biết á. Kìa. Cái con đó mà thử chui vô đây cái là xác định với Leviathan nhà mình liền á. Lấy sức mạnh em xíu nha. Rồi mở hí hí ra coi. Ủa em có đánh tiếp mình không? Ui em không đánh tiếp mình các bạn ơi. Thôi cái tại em làm biến rồi đó. Thôi nhưng mà nói chung thì cho em đi tới đi lui trong này ha. Hơi tiếc là mình không thả em ra ngoài biển được. Thả là mình sợ mất luôn ấy. Rồi và bữa nay sau khi đã săn được rất là nhiều đầu xương đen, hay nói chính xác hơn là mình lụm ở dưới địa ngục á, thì mình sẽ bắt đầu kết hợp nó với cả là thêm một vài cái sao nether nữa. Đây mình có trong ba lô luôn ha. Và mình sẽ tạo ra được cái được gọi là Mutant Wither Spawn. Chúng ta sẽ chiến đấu với Wither đột biến ha. Chắc sẽ cần lắm đây. Rồi một đối thủ. Tiếp theo mình sẽ chế tạo thêm Radius Spawn Magic. Và công thức của nó kìa, cần tới 4 cái phôi netherite lận các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Để coi coi. Ồ, hình như mình vừa đủ luôn các bạn ơi. Dư luôn á. Ngon. Thế thì cho vô lò nung. Để cho nó nung thành những cái vụn netherite rồi chúng ta chế tạo sao ha. Còn bây giờ thứ mình cần làm đó chính là một cái Mechanical Fusion Anvil nè. Với cái món đồ này thì nó sẽ giúp mình nâng cấp một vài cái trang bị của mình nhặt được ở tập trước á. Nên là mình cũng sẽ đặt nó xuống ngay tại đây luôn ha. Hey, hoài, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Kiểu nó máy móc á. Rồi, để đó đi. Mình cũng sẽ cần thêm mẫu rèn nữa. Cái mẫu rèn này thì... Khoan. Lần trước mình làm dư nhiều lắm mà ta. Ủa mình dục đâu hết à trời. À đây nè. Mình dục trong cái ba lô này nè các bạn ơi. Mình sẽ làm tổng cộng là 4 cái giống như vậy. Và cuối cùng mình cần làm đó chính là một cái set giáp netherite để chúng ta nâng cấp lên á. Ủa. Ủa nhưng mà khoan. Hình như mình xài hết netherite luôn rồi các bạn ơi. Ví dụ mà xài netherite này triệu hồi boss á thì không có giáp mặt, mà chế tạo giáp thì không có boss để đánh. Thiết nghĩ thì bộ giáp quan trọng hơn á, boss thì từ từ đánh. Thôi ok, chắc là mình xí boss một ít hôm đi. Ừ, khi nào đủ netherite thì chúng ta đánh boss sau ha. Còn bây giờ thì bữa nay có công đánh sứ giả lửa thiên mấy lần như vậy, không chế tạo giáp là hơi bị ổn á các bạn à. Rồi quyết định vậy đi ha. Nhưng mà trước hết thì để mình lấy một cái giáp kim cương nó tốt một tí cái đã, để chúng ta ép vào luôn á các bạn. Trong này có bảo vệ 3 nữa, ghép hai cái lại là beautiful hen. Ủng thì mình cũng có sẵn cái bảo vệ 3 nè. Áo cũng có luôn, quay. Tính ra ngon á nha. Lượm trước cái ủng bảo vệ 3 đi. Xong rồi tới cái áo cũng bảo vệ 3 luôn. Rồi đó. Phần còn lại là ghép hết mấy cái dòng bảo vệ 3 lại với nhau cho nó lên bảo vệ cấp độ 4 ha. Ngon luôn. Riêng cái nón thì mình sẽ dùng kim cương để mình sửa lại các bạn ạ. Cho nó full đồ bền. Và việc cuối cùng mình cần làm là lấy thêm một ít ngọc lục bảo nữa, kèm theo một chút sắt để chúng ta shopping các bạn ơi. Bởi vì sắt sửa chữa nhà mua được mà. Bác này bán có 10 ngọc lục bảo cho một quyển à. Cực kỳ hạt dẻ luôn. Mình sẽ cho hết sắt sửa chữa. Và ấy, khoan.
hết kinh nghiệm các bạn ơi. Phải lấy kinh nghiệm ra và ép vô thêm á. Đấy, bây giờ mới đổ nè. Tại giờ nó cũng khá là nhiều dòng rồi, nên là ép vào nó cũng hơi tốn kinh nghiệm một xíu ha. Ok, mọi thứ gần như là hoàn hảo. Việc cuối cùng mình cần làm là chúng ta sẽ nâng cấp nó lên thành giáp Netherite. Nhưng chắc là mình sẽ cần thêm một cái mẫu rèn. À không, hai cái chứ. Ừ, cái này thì mình sẽ cất vô ha, không có xài. Để có gì mai mốt mình nhân bản lên á. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ nâng cấp lên giáp Netherite trước khi mà nâng cấp lên giáp của sứ giả lửa thiên ha. Áo Netherite, quần Netherite, thêm cái nón và cái ủng Netherite luôn. Cho những cái mẫu rèn Ignitium này vào, cho giáp Netherite và cho thỏi Ignitium vô. Đó, một cái áo Ignitium đã ra đời các bạn ạ. Tương tự với cái quần, cái nón và cái ủng Ignitium luôn nha. Wow, xong rồi. Thế là chúng ta đã có được một set giáp mới rồi các bạn ơi. Thay đồ nào. Đầu tiên là mang dép vô trước. Đó. Nó cũng tương tự với giáp Wither ha. Nó chẩn cộng full giáp cho mình các bạn. Úi. Wow, mới mặc có hai món thôi mà nó ngầu như vậy rồi. Mọc thêm hai cái sừng kìa các bạn. Cái áo coi. Đồ, nhìn gai góc hơn hẳn. Và cuối cùng là cái nón. Trời. Nhìn Lộc giống ngu mà dương quá các bạn ơi. Hai cái sừng chả bánh nội luôn cơ. Bây giờ Lộc đã không là hiệp sĩ qua đành nữa rồi. Lộc đã trở thành hiệp sĩ hai sừng các bạn. Hai sừng dài ngoằng luôn kìa. Cái giáp này thì nó sẽ có những cái kỹ năng riêng, như là nhìn dưới nhung nham nè. Rồi mình có thể kết nối cái áo với cả là một cái cánh cứng. Một tính năng cũng khá là hay. Quần thì có thể cho mình tung ra lửa nè. Ủng thì cho phép mình di chuyển trên nhung nham. Nói chung là những năng lực này thì cũng khá là mới ha. À, nói tới cánh cứng, hay là bây giờ mình sẽ ép cái cánh cứng vô luôn đi nhờ. Ở tập trước mình cũng có lượm được cánh cứng đó. Đây, nó đây. Và đã tới lúc để chúng ta dùng tới cái Mechanical Anvil này rồi nè các bạn. Đó. Quá ngon luôn nha. Đấy, trội kêu cái cánh cứng kìa. Đẹp lắm luôn á các bạn ơi. Giờ nó vừa là cánh cứng mà vừa làm áo choàng cho mình luôn á. Quá đã. Rồi, và tới lượt cái đe thì bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng nó nhiều hơn nè. Sẽ lấy một vài món đồ ha. À, đâu rồi cái khiên mình đâu rồi ta? À đây, cái khiên mình cất trong này. Mình sẽ lần lượt kết hợp cái khiên với cả cái găng tay để tạo thành một cái găng tay nhìn nó chất lượng hơn ha. Lẫm. Tiếp theo là cái búa luyện kim âm phủ kết hợp với lõi hư không thì mình sẽ tạo ra được một cái búa hư không các bạn ạ. Cũng chất không kém nha. Trời. Các bạn coi kìa. Hôm nay là một ngày đại nâng cấp luôn á. Wow. Một tay cầm búa hư không, một tay là găng tay hư không. Trời ơi. Cái này hơi bị ngầu, phải làm tấm xe vầy thôi. Lại xe vầy tiếp các bạn. Đây đây, góc này đây. Có bông, có hoa đồ nữa nè. Rồi rồi, chuẩn bị làm kẹo nha. 1, 2, 3. Phạt. Rồi, xong phim. Ok. Còn cái giáp qua đành thì có thể là mình sẽ treo lên ha các bạn. Ừ. Đây là một bộ giáp cũng đồng hành cùng mình rất là lâu á. Nên cũng có nhiều kỷ niệm bắt buộc phải treo lên. Không thôi lạc mất ấy. Nhìn lại cũng rất là ngầu ha. Nhưng mà set giáp mới này có vẻ còn ngầu hơn nữa các bạn ạ. Và có giáp mới rồi thì đi test luôn chứ nhờ. Mình sẽ đi kiếm mối để chúng ta test sức mạnh của giáp mới luôn các bạn ơi. Vì một phần bây giờ mình đã có được một cái cánh cứng kết hợp với áo giáp, thế nên là mình có thể sử dụng được pháo hoa để bay lượn rất là thoải mái các bạn ạ. Và việc đầu tiên khi mà sử dụng cánh cứng kết hợp với áo giáp này, đó chính là mình sẽ quay trở lại chỗ ém rồng. Hôm qua đánh rồng xong á các bạn. Cái bỏ ém rồng ở ngay cái chỗ stronghold luôn. Anh em cây khế sống nổi không? À, con này nó dầm điểu mình. Ok, test thử luôn cái vũ khí mới các bạn ơi. Hoài. Cái búa hư không này xài skill nhìn ngầu ác các bạn ạ. Mạnh thì không biết có mạnh hay không, nhưng mà ngầu là thấy quá ngầu rồi đó. Úi dù, mười mấy máu cho một cú bổ. Dạ. Con này là ba búa thôi à các bạn. Nói chung mức sát thương là cũng ok đấy, không quá yếu ha. Được được được. Rồi rồi, quên nữa. Hồi nãy mình có chế tạo một cái trứng triệu hồi Mutant Wither các bạn.
cũng chưa chắc là mình có thể đánh lại nó hay không nữa. Hay là để chắc cú hơn thì mình xuống dưới hang đi nhờ. Ừ, đừng có khinh địch nữa. Hôm qua đó, khinh địch cái đó là các bạn thấy đó, vất vả lắm mới hạ được nó chứ đâu có dễ. Đúng rồi, con Naga này mình cũng chưa có hạ nó bao giờ nè. Được luôn, bữa nay mình chơi tới nó luôn các bạn. Ở đây, ở đây, trời ơi nó bay. Con Naga này, trời nó phun độc đấy. Mệt quá, né được. Lại đây. Ui, nó cao quá, nó bay cao quá. Con này lại thiệt. À, người bay đúng không? Bắn người luôn. Này thì bay. Ui. Trời. Mình bắn nó một phát thôi, nó chịu không nổi luôn các bạn ơi. Nó rớt nại luôn rồi. Wow. Tính ra cục Warden Core này á, bây giờ dùng nó lại hợp lý này. ok, và như đã nói thì bây giờ mình sẽ tìm một cái hang đi, để chúng ta còn test sức mạnh của bộ giáp sứ giả lưới thiên này nữa chứ. Trước khi bắt đầu trận chiến thì cất kinh nghiệm vô trước cho chắc nè. Chỗ này mình thấy cũng rất là sâu rồi đó các bạn. Ok, chắc là mình sẽ triệu hồi nó ha. Oh my god. Ôi dồi. Hả? Mình nằm đóng rồi các bạn ơi. Là thật. Nó bắn một cái là chuyển sinh liền luôn. Ê ê, sao giống như mình mình sẽ ăn hành vậy. Ôi giống lắm á các bạn ơi. Hơn là mình còn để bộ giáp qua đành ở nhà. Không thôi là không có giáp mà mang đi theo luôn rồi. Ẩu như vậy có ngày, có ngày. Để chắc cú hơn thì mình sẽ làm một vài trái táo vàng để cạp vô ha. Trước khi mà lụm lại đồ các bạn, tại mình sợ nó sẽ one shot mình tiếp ấy. Không có đùa với cái con đó được rồi. Cơ 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 cơ. Anh thằng ơi. Mình là mình thấy nó bá đạo lắm luôn á. Nó bự, siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Ui. Ui da. What? Ui, nó bắn mạnh lắm luôn á. Không thể tin được. Mình đã sai khi mà triệu hồi nó rồi các bạn ạ. Kìa kìa, nó bắn rồi, nó bắn rồi. Ui da. Full giáp mạnh nhất rồi mà vẫn bị mất máu nhiều như vậy. Ác mộng. Ác mộng thật sự rồi. Gáy sớm ăn gì? Ăn hành. Ủa? Ê, góc này mình đánh. À không, hết đánh rồi. Ok, thành công, thành công, thành công. Mình đã lấy lại được cái set giáp rồi. Set giáp sứ giả lưu thiên. Oh no. Trang bị lại đồ nào các bạn ơi. Tiếp theo là lên trên và chiến đấu lại thôi nào. Táo vàng enchant. Chính xác, đã tới lúc mình cần tới nó rồi. Mình có 10 trái lận. Rồi. Xanh chính như người luôn nè. Không lẽ ăn táo vàng enchant mà vẫn bị nó one shot. Hả? Ây da, ây da, ây da. Ê, nó one shot được các bạn ơi. Trời ơi. Mạnh dữ thằng vậy fan. Đã là giáp mạnh nhất mà còn bị one shot. Đi chơi bời gì nữa. Nó có 600 máu thôi hả mà nó vậy đó. Ê, nhưng mà nó gặp hiệp sĩ trích lõ thì nó tắt điện. Đúng bẹ, đúng bận luôn á trời. Đây nè các bạn ơi, mình đã dùng đúng sở trường của mình rồi. Yeah. Mạnh mà gặp ngay cái góc lắc, ngay cái góc trích lõ của mình thì nó cũng tới số. Tiếp tục. 56 máu. Và tắt điện. Không phiền. Rồi. Mình không ngờ là cái con Wither Mutant đó nó mạnh tới vậy luôn các bạn ạ.
mình đã sai rồi. Tất cả là tại mình. Mình đã quá sai khi mà chiến đấu với nó một cách chủ quan. Nó bắn một cái ịnh một phát thôi là nằm chèm bẹp liền. Ôi dồi ôi, ăn hai cục hành liền á. Ây à. Nhưng mà thôi, coi như đó cũng là một bài học đi ha. Vẫn còn rất nhiều cái địch mạnh, mạnh hơn cả mình, nên là đừng có chủ quan như hồi nãy nữa. Chứ không thôi thì có ngày các bạn cũng thấy rồi đó. Ăn hành chữ cơm là ha, chuyện bình thường nha. Kia rồi. Em rộng mình bỏ rơi ở đây. Đang ngủ một giấc say sưa kìa các bạn à. Anh trở lại rồi nè cưng. Lên rộng thôi. Wow, wow. Mặt giáp này cửa rộng nhìn cũng rất là ngầu các bạn ơi. Mà đã sẵn đi ngang đây rồi, chắc mình sẽ... có cánh rừng yêu tinh không à? Được. Mình sẽ lượn lờ ở xung quanh cánh rừng yêu tinh này coi coi có gặp thêm những cái sinh vật bí ẩn gì khác hay không nha. Sao có cái nhà nó mới đạp xuống vậy, quá tiếc. Nói chung là trong cánh rừng yêu tinh này có nhiều điều bí ẩn lắm các bạn à. Từ từ mình mới khám phá hết được á. Cơ. Lại thêm một cái nhà nữa mới bị sập. What? Ủa có điềm hả? Sao mình tới nơi cái là nhà sập liên tục vậy? Để em gọng đây đi. Tiếp theo là mình sẽ đi xuống dưới này và tò mò thử. Mình thấy rồi, mình thấy cái con ma hôm bữa rồi. Ui da. Con ma đang thui kìa kìa. Bắn nó liền. Ok, và khi nó rớt thì chỗ nó còn phát nổ nữa hay sao vậy? Thêm con này nữa. Trời ơi, cánh rừng này loạn lạc quá các bạn ơi. Yêu. Mặc dù cái cây búa mới này á các bạn, nhìn nó ngầu đấy nhưng mà chiến đấu thì nó hơi chậm chạp ha. Thế nên là thôi, chắc mình sẽ dùng trường kiếm đi. Trường kiếm xanh lè của mình nè. Còn không là kiếm linh hồn. Ít ra thì đánh nó cũng sẽ nhanh hơn ha. Phía xa xa mình thấy. Hình như mình phát hiện thêm một cái tộc mới nữa ở trong cánh rừng yêu tinh các bạn ơi. Trời ơi, con này nó muốn kiếm gì vậy? Hết tự hiểu. Chưa, để mình xử hết cái đống bùi nhùi này cái đó. Quá chừng quá đất nó dí mình rồi. Ủa có cái con đen thui. Kìa. Mình sẽ coi nó là con gì. Nó có tên là The Ordure. Ordure nè. Thử nó luôn. Ok, bây giờ mình sẽ áp sát lại bên chỗ cạnh bờ hồ. Ui thiệt các bạn ơi, một cái tộc mới kìa. Ê sao đây giống như giống như là tộc người khổng lồ vậy? Cái gì nó vậy? Tộc người khổng lồ các bạn ơi. Đây là tộc yêu tinh khổng lồ ta. Ừ, giống yêu tinh khổng lồ hơn á các bạn ơi. Sừng còn dài hơn mình. Ê, cầm cây chùy to vậy. Trời, cái đó gõ mình một cái chắc xỉu á. Kìa, sao con nào nó cứ nổ bẹt bẹt hoài à. Kìa hoài đi. Ủa nhưng mà người yêu tinh này mặc dù á có vẻ là bự con đấy các bạn, nhưng mà hiền khô à, không có đánh mình. Này, nhìn mặt rất là hung dữ luôn nha. Đây, Savage Lion. Đúng rồi. Rồi, tộc người khổng lồ thân thiện. Trời, con kia cũng có sừng nữa kìa. Ây da. Được cái ta, bữa nay là ngày hội của những người có sừng hay sao vậy? Thôi bị đụng hàng đó nha. Mình tưởng mình là độc nhất vô nhị rồi chứ. Ai về bị đụng hàng nãy giờ hoài luôn á. Ok, ví dụ mà người này thân thiện thì thôi, mình cũng sẽ tha cho người ta đi ha. Chứ làm chuyện ác cà khịa là có ngại ăn hành đó các bạn à. Nay bị trả nghiệp rồi đó. Chưa gì là thấy ăn hai cục hành cho bá nồi bởi cái con Mutant Reader rồi. Giờ vẫn còn bị ám ảnh đó các bạn ơi. Không tin là mạnh như vậy mà vẫn bị one shot được luôn á. Đâu ta? Sao mình thấy thanh máu của Malenia mà không thấy Malenia đâu hết vậy? Ủa? Malenia đâu ta? Lâu rồi mới gặp mà. Không biết là xuất hiện ở khúc nào. Lần trước thì xuất hiện ngay mấy chỗ trống là mình tìm khá là dễ các bạn. Lần này có vẻ là hơi khó tìm nhưng mà không sao. Mình đã thấy Malenia rồi. Ủa nhưng mà sao bữa nay suy vậy? Ê. Không suy đâu. Ồ trời, chưa gì. Vô. Ôi da, ai. Thành chính luôn. Bữa nay là đánh không nhùng luôn các bạn.
Chơi tới luôn nè. Vô. Trời ơi, Malenia bữa nay mặc cái giáp hơi bị chất nha. Yeah. Đồ kiếm rất là căng các bạn ơi. Ăn miếng trả miếng luôn nè. What? Ok, mình đã né được một vài nhát. Né cái nữa. Ui da. À, mình bị bất động luôn. Ui, bị dính combo. Tôi. Dữ dằn vậy. Ây da, à. Vô khoảng cách. Ui chùi, Malenia chọt kìa. Đây rồi, cơ hội để mình phản đòn. Ui chùi chùi. Ăn miếng cho miếng. Ui. Ui, Malenia cởi bỏ bộ giáp rồi. Wow. Ê, căng nha. Mình đang dần mất lợi thế các bạn ơi. Ui vô. Malenia di chuyển mượt quá. Mình sắp không ổn rồi. Chạy qua đây xíu. Ui vô, vô khoảng cách. Lần này mình xanh chín luôn, không hồi máu luôn. Ui da, Malenia phân thân rồi. Không biết mình làm lợi hay không đây. Ui vô, nhiều phân thân quá. Rồi gọi mấy cái phân thân, biến mất rồi. Ui da. Ê, khó nha. Sao mình nghi mình làm không lợi quá các bạn ơi. Cố lên nào. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Ê. Yes. Oh my gosh. Mình chơi không nhộn luôn các bạn. Chơi tới luôn. Và cuối cùng mình đã chiến thắng rồi. Ê, nhưng mà cái tuyệt chiêu của Malenia vẫn còn cái bên kìa. Đang truy sát mình hay sao á. Yêu. Ủa, bộ giáp nãy Malenia cởi ra có còn đây không? Hình như mất tiêu rồi. Thấy khá ngầu luôn á các bạn à. Bữa nay mình gặp Malenia mặc full giáp luôn nha. Hơi tiếc là chúng ta không có lượm được bộ giáp đó. Ừ. Nhưng mà ê, bữa nay mình xanh chín với Malenia được á nha. Xanh chín không thèm mồm máu luôn. Quá đã các bạn à. Công nhận những cái kèo đấu như vậy thích ha. Kiểu nó bị hồi hộp á. Nhưng mà tính ra bây giờ mình cũng chưa thật sự là quá bá đâu các bạn. Vẫn còn hơi mỏng manh đấy. Tí nữa thì đi bán muối rồi. Hên là có vật tổ nên mình khá là tự tin ha. Ok, còn bây giờ thì thôi chắc mình quay trở lại chỗ em rồng đi. Hôm nay cầu được ước thấy các bạn ơi. Bữa giờ muốn ăn hành đúng không? Bữa nay bị cái con Mutan Guider nó cho ăn hai cục hành chà bá lửa luôn. Không xài chích lỏ thì chắc mình ăn chắc cái nguyên một nồi hành cũng không hết nữa các bạn. Nghĩ sao full giáp xịn như vậy mà nó bẹp. Ngẫm. Đang lại gần bẹp. Ngẫm ăn táo luôn mà cũng không sống nổi. Thì chơi bời kiểu gì. Thế nên là sắp tới mình không được khinh địch nữa các bạn ơi. Khinh địch là có ngày. Cái gì các bạn cũng biết rồi đó. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày ở trong thế giới hiệp sĩ chiến sinh. Rất là nhiều điều bất ngờ này ha. Hy vọng những ngày tiếp theo chúng ta sẽ có những cái kèo đấu với những cái đối thủ xứng tầm. Không biết chúng ta có nhanh chóng đạt cái cột mốc chuyển sinh 60 lần hay không đây. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Root hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Link shop dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh. Bye bye.